Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chai nước hoa đến từ một đất nước Đông Nam Á rất gần gũi và quen thuộc của chúng ta, đó chính là Thái Lan. Sẽ có khá nhiều bạn đặt ra câu hỏi như mình trong những ngày đầu, đó chính là nước hoa của Thái Lan có ra gì hay không, chất lượng và giá cả của nó ra sao. Vậy trong video lần này mình sẽ trả lời toàn bộ những câu hỏi đó. Hãy cùng theo dõi nhé. Chai nước hoa mà mình nói tới là chai nước hoa của nhà Butterfly. Nó có thiết kế ở phần thân chai là hai lớp thủy tinh trong suốt. Và nắp chai cũng được làm bằng nhựa trong. Nhưng mà mình nghĩ nếu như phần nắp chai này cũng được nhà nước hoa này làm bằng thủy tinh thì nó sẽ đồng bộ hơn và trông bắt mắt hơn. Về phần thiết kế của thân chai thì nó khá giống một hình người. Và đây là phần hai phần vai, và đây là phần vát xuống. Và phần nắp chai nó như là một chiếc mũ vậy, trông khá là bắt mắt và cầm thì rất là chắc tay. Chai nước hoa mà mình review ngày hôm nay đó chính là chai nước hoa Mangolip nằm trong bộ Citrus của nhà Butterfly. Thì Mangolip mở đầu là nốt hương lá dứa dại, hoa xoài. Nốt hương thứ hai đó là hoa vender và xoài xanh. Và nốt hương cuối cùng đó là gỗ trầm, nhuệ tây, khổ phách và xoài chín. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mình xịt chai nước hoa này ra đó là mình có thể hình dung được một khung cảnh mình đang đứng giữa một cái vườn cây xanh ngát sau một cơn mưa vậy. Cái mùi xanh của lá cây nó xộc thẳng vào mũi mình. Tiếp đó đó là mùi của xoài xanh, nó sẽ kích thích vị giác của bạn. Cái vị của xoài xanh này nó làm rất là vừa phải chứ không khó chịu. Nó như kiểu là bạn đưa một miếng xoài vừa mới thái xong mà thẳng lên mũi vậy. Sau đó thì vị xoài xanh này sẽ dịu xuống bởi mùi, bởi vị ngọt của gỗ và vị có một chút ấm áp của hổ phách và xoài chín, tạo nên một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Về cái độ tuổi sử dụng chai nước hoa này thì chai nước hoa này theo mình là phù hợp với mọi độ tuổi, và cái quan trọng là thời điểm sử dụng. Thì đối với mình sử dụng chai nước hoa này vào những buổi sáng đầu tuần hay là những cái ngày nghỉ cuối tuần, hay chỉ đơn giản là vào những buổi tối mà không khí nó khá là nóng bức thì mình muốn thay đổi không khí, thì cái vị xanh của chai nước hoa Mangolip này sẽ làm thay đổi cái bầu không khí của bạn và làm bạn thoải mái hơn, dễ chịu hơn, và theo mình nó sẽ làm giảm stress khá là tốt. Về độ bám tỏa của chai nước hoa này thì trên da mình Mangolip bám tỏa được khoảng tầm trên dưới 6 tiếng tùy vào cái điều kiện nhiệt độ, và độ hỏa hương chỉ khoảng tầm nửa cánh tay. Và cái giá cả cho một chai nước hoa Mangolip trên tay mình cầm 60ml đó là khoảng dưới 1 triệu đồng, khá là rẻ. Về cái điểm trừ của mình đối với chai nước hoa này thì mình nghĩ đây là một chai nước hoa nội địa của Thái Lan, nên là cái việc biết đến cái thương hiệu này khá là khó. Và việc mua chai nước hoa này thì bạn có thể mua ở đất nước Thái Lan hoặc là nhờ các những người uy tín hay những người hay đi du lịch order về. Cái điểm thứ hai đó chính là dung tích của chai nước hoa này thì theo như mình biết chỉ có 10ml và 60ml và không có size lớn hơn. Nếu như bạn nào thích dùng thì các bạn phải mua nhiều chai, chứ không thể nào bạn mua một chai mà có dung tích lớn như là 100ml hay là 120ml. Cái điểm thứ ba đó chính là chai nước hoa này có cái lượng tinh dầu khá là nhiều. Như kiểu bạn xoay cái chai thôi là bạn có thể nhìn được cái lớp tinh dầu nó vẫn còn bám ở phần trên. Nó gây ảnh hưởng đến việc khi bạn xịt ra tay thì cái độ thẩm thấu của chai nước hoa này nó khá là lâu. Nên là mình nghĩ là để khắc phục vấn đề này thì chúng ta cần phải xịt trước khi ra đường khoảng tầm 30 phút. Cái tiếp theo đó chính là cái nốt hương đầu của chai nước hoa này nó khá là lạ bởi cái mùi xanh và có hương hăng của lá, nó sẽ không nịnh mũi các bạn. Bạn đã thử cho mình chai này.
vâng, mới đầu mình thấy nó khá hăng và em thấy nó hơi giống quýt của quýt. Nó là mùi xoài với lại một chút lá dứa nên là nó sẽ bị hăng, hơi hăng xanh xanh. Cái chai này thì mùa hè ok chứ. Thế là tất nhiên là cái nước hoa còn nốt đầu nó sẽ bao giờ nó sẽ rất là hăng. Em biết nếu như mà nước đầu mà như này thì em thấy không thể chịu cái kia. Nhưng mà nếu cái này em biết nếu mà nó bay đi nó bước thứ hai thì em sẽ ổn. Nhưng với giá tiền 1 triệu đồng và những cái điểm trừ mà mình nghĩ đều có thể khắc phục được và nó cũng không ảnh hưởng gì đến mùi hương của chai nước hoa này thì mình nghĩ là các bạn nên có ở trong tủ. Nếu như các bạn muốn một ngày nào đó bạn đổi gió hay là bạn muốn mang đến cái cảm giác dễ chịu và thoải mái. Vừa rồi là cảm nhận của mình về chai nước hoa Mangolip của nhà Butterfly. Vậy bạn đã có chai nước hoa này chưa? Cảm nhận của bạn ra sao? Hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe kênh của mình. Xin chào và hẹn lại. Chúc bạn có một ngày mới vui vẻ. Bye. Yeah.